Đây là chiếc máy Proformance Plus nằm trong dòng Proformance Series. Đạp ra sao để tập mông? Dịch cho tiếng Việt là gì? Là đạp mông. Nè, đứng ở đây, đứng sao cho vị trí mình trụ chắc nhất. Rồi, tay chấn ở đây, cho khóa khúc trên, dẫn cái mông ra. Đó, đứng vậy nè, ngực tấn công mà mông phòng thủ. Rồi bây giờ Duy sẽ tập cái máy này. Cách tập là nói nhỏ nhanh luôn, cường độ cao. Đó, bạn tập chân này, bạn đổi qua chân này, xong bạn quay lại chân này, bạn đổi chân này, bạn quay chân này, bạn đổi chân này. Nếu bạn cần thiết á, thì bạn nghỉ giữa mỗi set là 1 phút. Còn không cần thiết thì bạn chơi liên tục, để cho nó chúng ta pump cái cơ mông, chúng ta dồn cái cơ mông, để cho nó cao cái mông phía sau. Nó cao cái mông phía sau lên. Còn cái bài hồi nãy là nó bè cái mông ra. Khi mà cao và bè làm cho mông mà nó tròn và cái hông mà nó rộng, nhìn nó rất là sexy. Vậy nặng không ta? Nặng xong nè. Wow. Tiếp, come on. Come on. Thôi phải nghỉ một phút thôi. Không nổi. Ta nặng quá. Mà nghĩ không? Đặt đùi mà cái máy này nó chơi mà tới được có gì 90 bao cộng 10 là có 100 bao thôi, le lưỡi. Le lưỡi. Bài này cô lập mông quá trời luôn. Vô tiếp luôn mấy bạn ơi. Cường độ cao lên, chiều rồi. Cơm áo gạo tiền. Rồi ok. Anh Giang là có freeway rồi đó nha. Nè nhìn đi freeway cho coi nè. Ok. Nè. Biết sao không ba? Freeway đó, lúc mà tạ nó vô một cái nó dồn lực vô mình đùi trước mình giữ lại. Nó tập xong vô đùi luôn em. Thôi mệt quá, ráng cái nữa thôi nha. Kiếm cơm thôi, mệt quá. Trời ơi chị em phụ nữ ơi, khổ quá. Mà thấy chưa, phụ nữ á, cái sức bền người ta ghê lắm. Bạn 5 phút là bạn liệt rồi. Phụ nữ thêm số 0 làm sao. Nên mấy cái bài này tập siêu bền luôn. Mình đàn ông mình chơi không lại. Cố lên tôi ơi. Vô luộc hai mông luôn. Tiếp tiếp tiếp. Freeway tiếp nha. Nè nhìn nè, đạp thẳng ra, chùng người xuống. Drop set. THL Gym luôn nhập cho bạn những dàn máy đẳng cấp để tôn dáng cả phụ nữ lẫn đàn ông với một cái máy tập mông tuyệt vời.
bạn tập bạn sẽ có được cái cảm giác vô mông vô hông, mệt mỏi thấm và kèm một chút xíu hưng phấn. Đó là những gì tôi muốn truyền tải qua video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Ho Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Powerrack 2M Half-Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ.